Cuộc đua hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đang diễn ra vô cùng hấp dẫn với việc cả 3 đội dẫn đầu đều có chiến thắng ở vòng 27 dù theo những cách vô cùng khác nhau. Liverpool phải chờ tới những giây phút cuối cùng mới có thể đánh bại được đội chủ nhà Nottingham. Bàn thắng của Nunes ở thời điểm 98 phút 37 giây là bàn thắng ấn định chiến thắng muộn nhất của Liverpool trong một trận đấu ở Premier League. Đây cũng là bàn thắng muộn thứ 10 trong lịch sử Ngoại hạng Anh được ghi nhận. Pha lập công của cầu thủ người Uruguay là bàn thắng thứ 3 của Sukop vào những phút bù giờ, qua đó giúp cho cả đội có được 3 điểm trọn vẹn. Sau bàn thắng ấn định chiến thắng của Nunes trước Newcastle vào tháng 8 và bàn thắng ấn định chiến thắng của Harvey Elliott tại Crystal Palace vào ngày 19 tháng 12. Trong khi đó thì Man City đã thắng Manchester United trong trận derby Manchester vào ngày Chủ nhật. Mặc dù bị dẫn trước hiệp 1, nhưng cú đúp của Phil Foden và bàn thắng của Erling Haaland đã giúp cho Man City ngược dòng thành công. Còn Arsenal thì đã đè bẹp Sheffield tới 6-0 trong một ngày mà hàng công của họ đã chơi vô cùng mạnh mẽ. Pháo thủ trở thành đội đầu tiên ở Anh thắng 3 trận sân khách liên tiếp với hơn 5 bàn thắng. Với việc cả Liverpool, Man City và Arsenal đều thắng, đây là lần thứ hai trong lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Cả 3 đội dẫn đầu đều có hơn 60 điểm sau 27 vòng đấu. Điều này cũng hứa hẹn rằng cuộc đua tám mã hướng tới ngôi vương sẽ hấp dẫn cho tới những vòng đấu cuối cùng. Liverpool hiện đang rất tự tin sau khi vô địch Carabao Cup với chiến thắng 1-0 trước Chelsea. Hỏa lực tấn công của Liverpool đã giúp cho Jokop giữ vững ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh trong suốt thời gian vừa qua. Đoàn quân của Jurgen Klopp đã ghi 22 bàn thắng trong 8 trận đấu gần nhất mà Mo Salah không đá chính. Một minh chứng cho thấy rằng chiều sâu của đội bóng này và cầu thủ người Ai Cập hiện sắp sửa cũng đã trở lại. Ngoài ra còn có sự khích lệ ở đầu bên kia sân, nơi Virgil van Dijk đã trở lại gần với phong độ tốt nhất. Alisson thì vẫn là thủ môn hàng đầu không thể tranh cãi của Premier League và Andrew Robertson đã bình phục trở lại sau 4 tháng nghỉ thi đấu. Ngay cả những thiếu niên như Bobby Clark, Jadon Dance và James McConnell cũng đang đóng góp một cách ấn tượng. Hơn nữa thì việc Jurgen Klopp thông báo ra đi vào cuối mùa cũng giúp cho tinh thần và cảm xúc của các cầu thủ được đẩy cao hơn. Cả đội đang đồng lòng để giúp cho ông thầy người Đức kết thúc triều đại của mình tại sân Anfield một cách viên mãn nhất. Nhưng cũng có những lý do để Liverpool cần phải cẩn trọng trong quãng đường còn lại. Klopp đã làm nên điều kỳ diệu với hàng tiền vệ của Liverpool, tái cơ cấu gần như từ đầu sau sự ra đi của Jordan Henderson, Fabinho, James Milner và Naby Keita vào mùa hè năm ngoái. Nhưng họ vẫn thiếu một số sáu tài năng như Rodri hay Declan Rice. Ngoài ra thì Alisson và Thiago Alcantara bị chấn thương khiến cho chiều sâu của đội hình bị sứt mẻ. Bên cạnh đó thì còn có những nghi ngờ hàng phòng ngự với sự vắng mặt của Joel Matip khiến cho Liverpool phải phụ thuộc vào Ibrahima Konate xuất sắc nhưng đôi khi dễ bị chấn thương. Với Man City thì đoàn quân của Pep đã thắng tới 16 trên 17 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Có cảm giác như là Man City đang vào cuộc, sẵn sàng thổi bay đối thủ trong nửa sau của mùa giải. Các cầu thủ của Guardiola biết chính xác những gì họ cần phải vượt qua khi toàn đội theo đuổi chức vô địch thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. City có lợi thế về chiều sâu đội hình, cho phép cả đội thăng hoa ngay cả khi không có những cầu thủ tầm cỡ như Kevin De Bruyne và Erling Haaland. Pep Guardiola thì thậm chí còn mô tả cả Phil Foden và Rodri là những cầu thủ xuất sắc của mùa giải. Bây giờ thì De Bruyne và Haaland đã trở lại, City chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nhưng City thì cũng cần phải cẩn trọng vì lịch sử chỉ ra rằng chưa có đội bóng nào có thể vô địch 4 lần liên tiếp. Chưa dừng lại đó thì việc còn phải căng sức thi đấu trên cả 3 đấu trường cũng dễ khiến cho đội chủ sân Etihad bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài ra thì City còn dễ bị tổn thương hơn so với trước. Họ đã để thủng lưới 27 bàn sau 27 vòng, tức là trung bình mỗi trận một bàn. City đã hình thành thói quen bị thủng lưới ngay từ cú sút trúng đích đầu tiên của đối thủ và điều tương tự cũng xảy ra trận derby Manchester hôm Chủ nhật. Hàng thủ của họ sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra nghiêm khắc khi đối đầu với Liverpool, Arsenal và Aston Villa trong các trận đấu liên tiếp bắt đầu từ tháng 3. Còn Arsenal thì đang cho thấy sức mạnh tấn công vô song trong những trận đấu đầu năm du lịch 2024. Họ đã ghi tới 31 bàn thắng trong 7 trận đấu gần đây nhất. Bukayo Saka và Gabriel Martinelli chắc chắn đang đạt phong độ cao nhất, trong khi sự cải thiện cũng có thể được nhìn thấy ở Martin Odegaard, Leandro Trossard và cả Kai Havertz. Trong khi đó thì Gabriel Jesus, Thomas Partey và Fabio Vieira đều đã trở lại sau chấn thương. Nhưng Arsenal thì vẫn đang đi thiếu một sát thủ đích thực ở trong vòng cấm. Điều này có thể khiến cho bị ảnh hưởng trong quãng thời gian còn lại của mùa giải. Theo lịch thi đấu từ giờ cho tới hết mùa giải thì Arsenal có lợi thế hơn khi các đối thủ còn lại của họ chỉ có trung bình 38,72 điểm. 5 đối thủ còn lại của Arsenal nằm ở nửa cuối bảng so với 4 đối thủ của Liverpool và Man City. Man City còn lại nhiều trận sân khách nhất với 6 trận so với 5 của cả Liverpool và Arsenal. Nhưng theo dự đoán của Opta, Man City vẫn có cơ hội vô địch lớn nhất với 50,6%, cơ hội lên ngôi của Liverpool là 36,1% và của Arsenal là chỉ hơn 18%. Còn các bạn suy đoán đội bóng nào sẽ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh vào cuối mùa này? Hãy để lại comment và cùng nhau trao đổi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.